đã có Helio Sensity, máy rửa mặt dành riêng cho da nhạy cảm. Mụn đầu đen chỉ là chuyện nhỏ. Đầu ga siêu mảnh và chế độ rửa mặt trong 2 phút giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, đem lại làn da mịn màng. Nâng niu làn da nhạy cảm với Helio Sensity.